Sân bay Tân Sơn Nhất đang bước vào giai đoạn cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Cứ mỗi dịp lễ Tết, người dân khi tới sân bay không tránh được những lo ngại về việc sân bay sẽ đông đúc, xảy ra ùn tắc hay khó khăn trong việc gọi xe, bắt xe taxi hay xe công nghệ. Trong những cái dịp như này mà khi mà đến sân bay thì những vấn đề tôi lo ngại nhất chỉ là sợ là đông người thôi. Là tôi giải quyết bằng cách là đến sân bay sớm hơn giờ quy định một tí. Thì cái vấn đề đó nó cũng đã được giải quyết rồi. Tôi cảm thấy cái việc thay đổi về làn xe thì rất là tiện cho những du khách mà chúng tôi. Nó nhanh chóng hơn và cũng không có bị tình trạng là cái lượng người hàng dài chờ quá đông như lúc trước. Và rất là tiện, đặc biệt cho những gia đình mà có nhiều trẻ nhỏ và có người lớn tuổi. Về hai dịp Tết, Tết Dương lịch và Tết âm lịch thì năm nào mình cũng về cùng gia đình. Dạ, thì thường Tết âm lịch thì mình hay đặt vé sớm là đi vào các giờ hành chính thì nó dễ hơn chứ không có tránh đặt những cái giờ về đêm khuya. Thì vào cái dịp này thì đặt thì mình thường mất 15-20 phút thì mới đặt được Grab. Dạ, thì xuống sân bay thì cũng có bị kẹt một xíu ở ngoài đường vào. Nắm được lo lắng của người dân về việc bị trèo kéo chặt chém khi bắt xe từ sân bay mỗi dịp cao điểm Tết, lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất đã đưa ra nhiều phương án phối hợp cùng nhiều đơn vị để ngăn chặn từ sớm, trong đó yêu cầu các hãng tăng số lượng xe phục vụ lên 20% so với ngày thường. Đã họp với lại các đơn vị vận tải để triển khai cái việc này, yêu cầu thực hiện nghiêm, vừa đảm bảo thái độ tác phong cũng như đảm bảo là niêm yết giá cả và đảm bảo cái việc mà đi đến đúng giờ cho hành khách. Tất cả đều có cam kết bằng văn bản và các hãng đều đã trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải tổ chức những cái cuộc họp để chấn chỉnh riêng. Còn là có quy định của cảng làm không được là đề nghị tài xế hoặc hãng đấy để tạm đình chỉ hoặc dừng. Tác tình nguyện của công an cửa khẩu là được diễn ra hàng năm với nòng cốt là lực lượng đoàn viên thanh niên. Tại đây chúng tôi sẽ hỗ trợ hành khách, đặc biệt là những người già, phụ nữ có thai và những người lần đầu tiên về xa quê hương, về quê hương để làm các thủ tục xuất nhập cảnh nhanh chóng và thuận tiện. Tết Dương lịch 2024, dự kiến mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất có khoảng từ 680 đến 740 chuyến bay đi và đến, lượng khách trung bình khoảng 110 đến 120.000 người.